Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ dùng súng gây thương tích cho Bùi Khắc Vàng, 19 tuổi, ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. 5 nghi phạm này gồm Lê Văn Nhi, 24 tuổi, Lê Quốc Cường, 22 tuổi, Nguyễn Văn Hiệp, 21 tuổi, Nguyễn Đức Anh, 22 tuổi, Nguyễn Minh Chiến, 21 tuổi, cùng ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 18 tháng 4, nhóm của Nhi hẹn gặp nhóm của Vàng tại nhà của Vàng để giải quyết mâu thuẫn từ trước. Khi gặp nhau, hai bên lời qua tiếng lại. Nhi đã dùng súng hơi mang theo loại FX bắn vào người của Vàng, sau đó cả nhóm tẩu thoát. Còn Vàng bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc đã có mặt phong tỏa hiện trường. Sau gần một ngày điều tra, lực lượng chức năng xác định được các đối tượng đã gây án và tiến hành bắt giữ, đồng thời tịch thu nhiều hung khí có liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Riêng Lê Quốc Khánh là người tham gia trong vụ này đã trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Tang vật vụ án là cây súng hơi đã bị các đối tượng ném phi tang.